và một cái cải tiến rất là đáng đồng tiền bát gạo nữa, đó chính là cái dây đeo anh em ha. Có rất nhiều anh em than phiền là những bộ cần lắp cho tôi trên ba này thì dây đeo không tốt này nọ, hoặc là dây đeo chất lượng nó không được cao. Anh em biết ngày xưa Kawasaki Tojin 3 thì nó rất có hai cái bệnh là chết IC, đúng không? Nhưng mà hiện tại nó đổ IC chân ngắn rồi thì nó bền hơn và ổn định hơn. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Vân Gia Lai nha. Thì trước mời anh em ai Thiện đang có một bộ máy cắt cỏ Kawasaki TJ53. Bộ này thì Thiện chốt cho anh Siêu Uông ở Trường Rong Gia Lai nha anh em. Thì như anh em biết là hiện tại Kawasaki TJ53 thì bên Thiện đang về chung với bộ cần Moto Yama Pro ha. Bộ cần có thể nói là hiện tại top thị trường rồi anh em. À, rất là nhiều ưu điểm, ưu việt, rồi cải tiến mới mà khác biệt hoàn toàn so với là phần còn lại của thị trường. Chẳng hạn như là giờ mời anh em lại gần đi, để Thiện vừa nói anh em vừa nhìn kỹ luôn để cho biết rõ hơn nha. Và đầu nổi tí nữa thì tiết nổ luôn nha anh em. Thì hiện tại thì cái cần này đã đổi qua cái bắp chuối khuôn hưu nha anh em, bắp chuối khuôn hưu, cùm khuôn hưu, đầu bò là cũng là đầu bò khuôn hưu, hay đầu bò trong uống cỏ luôn đây anh em ha. Đó ha. Và cái lông đơn trong này là vớt vừa đủ để anh em xài ổ cứ cải tiến luôn nha, về anh em không cần phải vớt lại và vẫn giữ được cái đặc điểm ưu việt của ngày xưa, đó chính là ống cần. Ống cần này là ống cần dày 2.5 ly nha anh em, ống cần dày 2.5 ly đầu tiên ở thị trường Việt Nam chúng ta. Rồi nâng cấp những gì nữa, cái về phần máng trắng á, thì lên một bộ máng trắng, cái máng trắng xịn hơn ha, bát ngon hơn ngày xưa. Rồi tiếp tục là tay ga ha. Tay ga thì bộ cần Moto Yama ngày trước á, cũng là tay ga mỏ dai anh em, nhưng mà nó sẽ là loại tay ga mỏ dai rẻ tiền hơn cái tay ga mỏ dai hiện tại ha. Bộ cần Moto Yama Pro này thì lên cho anh em bộ tay ga mỏ dai chất lượng cao luôn ha. Loại này loại xịn nhất thị trường hiện tại nha anh em. Đó anh em nhìn cái khuôn là anh em biết nha ha, nhìn cái khuôn là biết đó, cái khuôn mà xịn nhất thị trường hiện tại là cái khuôn này nha anh em. Bóc rất là êm, bóc siêu êm luôn, rất là đỡ mỏi tay cho anh em nha, chứ anh em dùng những cái cò ga truyền thống á bóc đau tay lắm anh em. Và một cái cải tiến rất là đáng đồng tiền bát gạo nữa, đó chính là cái dây đeo anh em ha. Có rất nhiều anh em than phiền là những bộ cần lắp cho tôi trên ba này thì dây đeo không tốt này nọ, hoặc là dây đeo chất lượng nó không được cao, hoặc là đeo nó bị đau qua này nọ đó. Thì hiện tại Moto Yama Pro đã nâng cấp cho anh em cái bộ dây đeo xịn nhất thị trường hiện tại, trừ máy Echo XRM 520 ra nha anh em ha. Trừ máy Echo XRM 520 ra thì cái bộ dây đeo đó thì nó khác biệt quá ha. Nhưng mà nếu tầm tiền tầm khoảng 5-7 triệu đổ lại thì dây đeo này là xịn nhất rồi anh em ha, trên một con máy cắt cỏ nha. Đó khuôn dây đeo của Hubana nó cũng một hàng chính hãng thì nó cũng là khuôn như thế này nha. Đó, chắc chắn là chất lượng nó thì về độ tinh xảo ha, về độ kiểu như là châu chuốt á, thì chắc chắn Hubana thì có vẻ nó sẽ là nhìn nó sẽ đẹp hơn một xíu. Nhưng về công năng sử dụng thì cái dây đeo này thì nó hoàn toàn giống với lại dây đeo của thằng Hubana nóng một nha anh em. Đó đó là về bộ cần. Còn về đầu máy á, thì nó vẫn vậy anh em, nó vẫn vậy, nó vẫn là Kawasaki TJ53 nòng 44 ly, chế Webro, điện là điện Akeda. Và hiện tại thì đầu máy Kawasaki này từ cuối năm ngoái đến hiện tại nó đã đổi IC rồi nha anh em, đổi IC rồi, đổi qua IC chân ngắn. Thì theo Thiện bán từ đầu cuối năm ngoái tới hiện tại thì Thiện thấy IC này nó bền hơn IC trước. Anh em biết ngày xưa Kawasaki TJ53 thì nó rất có hai cái bệnh là chết IC, đúng không? Nhưng mà hiện tại nó đổi qua IC chân ngắn rồi thì nó bền hơn và ổn định hơn. Từ cuối năm ngoái tới giờ thì Thiện thấy rất ít nha, hầu như là không có cái IC nào mà chết luôn trên Toyota Yamaha này. Nếu IC chân ngắn nha anh em, IC chân dài ngày xưa thì bán 10 máy thì tầm khoảng 2 đến 3 máy chết rồi. Nhưng mà IC chân ngắn này là từ Tết giờ là Thiện bán quá rất là nhiều rồi đó, mà hiện tại chưa có mấy cái IC nào chết hết đó. À, đó, IC thì ổn hơn nha. Anh em nào ví dụ máy ngày xưa IC chân dài á, sau này anh em hư á, anh em đổi mua IC chân ngắn anh em lắp luôn vẫn được nha. À, không khác gì hết. Cái này thì Thiện đã đổ xăng chưa ta? Chưa đổ xăng anh em ơi. Đổ xăng vô để nổ tiếp nổ cho anh em nhé. Đây, cân xăng. Đây, chuẩn bị ít một tí ở đây rồi. Và trên con Toyota này anh em biết là cái lắp xăng nó là một cái vấn đề rất là nan giải ha, rất là nan giải luôn. Ngày trước bán hàng là không biết cái cách nào mà để hạn chế tình trạng rỉ xăng ở cái nắp xăng cho anh em hết. Toàn kênh anh em là thay cái nắp Trung Quốc, cái nắp mà loại của máy cắt cỏ 30-40 anh em. Thay vô thì nhìn nó xấu. Thì hiện tại thì đã nghiên cứu ra cái cách lắp cái siêu ở đây. Đây. À. Lắp cái siêu ở đây, anh em mua máy bên Thiện thì sẽ lắp miễn phí cho anh em nha. Đó, à, lắp siêu ở đây thì đảm bảo anh em luôn, nó sẽ không có chạy xăng nữa nha. À, rất là cái cách này nó vừa rẻ tiền nhưng mà nó là hiệu quả rất là cao nha anh em. Nghiên cứu dữ lắm mới ra được cách này, rất là dễ xử lý luôn. Rồi, ok. Lọc của nó là viên lọc mút nha anh em, lọc mút nha. À, Thiện sẽ tặng anh em một lọc nỉ và là 4 lọc mút riêng nữa. Và nửa cái cước Đài Loan nè, một chai nhớt Echo nè, ổ cứ cải tiến này là quà tặng nha. Quà tặng này anh em đi mua thì cũng 500.000 rồi đó anh em. À,
giá hiện tại là 5.9 triệu nha, 5.9 triệu miễn phí vận chuyển và kèm đầy đủ quà tặng cho anh em hết nhé. Bơm xăng nóng e nhập nổ thôi ha. Rồi xong ha, rất đơn giản như vậy thôi. Giờ thì anh em nào quan tâm về bộ máy cắt cỏ cái Kawasaki T-Zino 3 lắp với bộ cần Motoyama Pro này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc biểu thị hoặc là số điện thoại dưới phần bình luận thì rồi trực tiếp cho anh em để tôi cũng kỹ hơn về bộ này để anh em có thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi lần mà thiện ra video mới anh em phải biết và xem tất cả những sản phẩm thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video và cả anh em video nhé.